Thank you.
Mình là ai không nhỉ? Mình là ai à? Có thể nói to được không các bạn ơi? Ồ, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ồ, nhưng mà các bạn ơi, lạ nhỉ? Từ nãy tới giờ, chú Quệ giao lưu với các bạn rất là nhiều rồi. Mà một người chị rất là thân thiết của chú Quệ ở trên công trang, mà chú Quệ chả tìm thấy đâu là. Các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy chị rất là thân thiết cùng với chú Quệ đâu không nào? Ở đâu nhỉ các bạn nhỉ? Mà chú Quệ không nhìn thấy nhỉ? Có phải là chị Hằng? Để chị Hằng có thể lên khu vực sân khấu này được không các bạn ơi? Chúng tôi sẽ bắt nhịp 1, 2, 3 thì chúng ta sẽ gọi chị Hằng ơi nhá. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Và hãy đến với chú Quệ nào. 1, 2, 3. Chị Hằng ơi. Xin mời một tràng vỗ tay lớn để cùng chào đón chị Hằng nào các bạn ơi. Chị Hằng xin chào tất cả các quý vị phụ huynh và các bạn nhỏ của Si Hồ Vũ. Các bạn ơi, ngày hôm nay đến với lễ hội trăng rằm năm 2022 của chị Hồ Vũ thì các bạn được gặp chị Hằng này, được gặp chú Quệ này. Các bạn có cảm thấy vui không nào? Các bạn có thể trả lời thật to để cho chị Hằng và chú Quệ có thể nghe thật rõ. Các bạn đang lắng nghe chị Hằng và chú Quệ nhỉ? Các bạn có cảm thấy vui không nhỉ? Các bạn có vẻ như là đang mải mê rồi những bữa tiệc. Thế nên là đang ngập đầy thức ăn trong miệng đúng không nào? Thế nên là trả lời chị Hằng hơi bé. Mặc dù vậy thì ngày hôm nay Quệ đến đây từ trung cung trăng xuống thì chị Hằng và chú Quệ có chuẩn bị rất nhiều món quà vô cùng là đáng yêu để dành tặng cho tất cả các bạn nhỏ của chúng ta đấy. Các bạn ạ, chị Hằng ơi, cho em hỏi một tí là chị bảo là có rất nhiều món quà để gửi tới cho các bạn nhỏ, nhưng mà một năm vừa qua em cũng đã nghe lời lòng Hằng rất là nhiều. Em học tập tất cả các bạn nhỏ của chị họ Vũ này là luôn luôn là nói yêu các bạn, luôn ngoan ngoãn hơn này, cắt cỏ chăn trâu cho một hoàng này, và học tập cũng rất là tốt trong một năm vừa qua nữa. Giờ thì em được quà đó mà chị Hằng. Đương nhiên rồi, ngày hôm nay là đêm hạ thu, vì vậy tất cả các bạn nhỏ đã có sự chăm chỉ, sự cố gắng trong một năm vừa qua thì đều sẽ được nhận những món quà thật là đáng yêu và ý nghĩa. Và em cũng thế đúng không ạ? Đúng rồi, chị Hằng chuẩn bị rất nhiều quà cho các bạn. Sẽ được nhận quà cho các bạn ơi. Vỗ tay nhiều quà của chúng ta có được không nào các bạn ơi? Chị có thể làm thỏa thuận như vậy đi. Đúng rồi đấy. Chị nghe làm thỏa thuận là theo là chúng mạng sau gốc cây ra không chỉ đi sang sâu mà cái phần yếu hai gì đấy để dành tặng cho các bạn nhỏ của chúng ta đấy. Chị Hằng có biết vì sao mà em lại rất là vui tươi để giúp cho các bạn nhỏ của chị họ Vũ của chúng ta có một đêm hội trăng rằm năm 2022 thật là bổ ích và lý thú đấy chị Hằng ạ. Wow, vậy thì Quệ có thể tiết lộ món quà mà Quệ đã dành cho các bạn ngày hôm nay là gì được không nhỉ? Các ông bà, các bác, các cô, các chú, quý bậc phụ huynh, nội ngoại hai bên và đặc biệt là các bạn nhỏ, một tiết mục nghệ thuật đó sẽ là một bài hát, một liên khúc với chủ đề mặc tên là Trung Thu chị Hằng ạ. Cảm ơn chị Hằng và cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngay bây giờ thì xin được mời tất cả các ông bà, các cô dì chú bác, quý bậc phụ huynh cùng toàn thể tất cả các nhỏ hãy cùng lắng nghe nhé với liên khúc Trung Thu. Xin mời. Tết Trung Thu bánh quà đầy thân, em với nhà vừa đứng quây quần, tờ hạt sen bánh giờ đầy ngân, em muốn ăn một năm lòng phần. Còn hơn như bánh xèo bánh nương, ngọt cay như nhất từ mất mê, ăn mất lòng lại thấy vui thêm.
hạt dưa nghe ta nổ lốc đông. Người vui hoan thơ cười hấp tấp, trao ánh đèn rừng dấu chân giờ. Mở bài hát tiếp theo đó chính là Ánh Trăng Trẻ Thơ. Tu sinh chắc tùng sinh dương. Nếm trong liên cao, sắp sôi ra nụ cười. Ôi thân nhìn của trời thơ ngang ngang. Nhìn mang tên tiêu ra, đắp chân thương đem rằng. Chẳng thương không sao gửi đến em. Một niềm hạnh phúc trong đời. Đây là đêm giận tháng 8, và là thời điểm mà trăng lên cao và sáng nhất. Các ông bà bố mẹ của chị họ Vũ đã tất bật chuẩn bị một bữa tiệc thật trầm ấm, đèn mâm ngũ quả, đèn lồng đầy màu sắc dành tặng cho các bạn nhỏ của chúng ta đấy. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ vâng, và ngay sau đây xin trân trọng kính mời bác Vũ Đức Tuệ lên sân khấu có đôi lời chia sẻ cùng với các bạn trong giờ của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời bác. Bác, Tết Trung Thu của ai? Hả? Đúng rồi, của các cháu. Đấy. Thế ai tổ chức? Hả? Người đứng ra tổ chức này, các con biết không? Là ông bà Phúc, đúng không? Đấy, thì hôm nay là tất cả các con là về đây dự chúng ta vui lên đón Tết Trung Thu là của chúng ta. Để các cháu cố gắng tức là học tập cho tốt nhé, và làm sao chăm sóc sức khỏe tức là thể dục thể thao là tốt để chúng ta đón một Trung Thu của năm tới được vui vẻ và tốt đẹp hơn nhé. Ông chúc các con như vậy. Để các con vỗ tay như nào của nước thôi, tiếp tục chúng ta vui Tết Trung Thu. Và chị Hằng ơi, vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe những lời phát biểu của bác rồi. Nhưng mà bây giờ ấy, trước khi mà chúng ta đến với những món quà rất là đặc biệt và ý nghĩa cho buổi tối ngày hôm nay mà anh Cuội này cũng như là chị Hằng này mong muốn gửi tới cho các bạn ấy, thì có lẽ rằng là cho các bạn có thể là nạp no cái bụng của mình. Rồi bây giờ thì chú Cuội và chị Hằng sẽ lui về khu vực sân khấu và sẽ mời toàn thể các ông bà, các bậc phụ huynh, cô dì chú bác ngồi quanh hai bên cùng có thể tất cả các bạn nhỏ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc rất là nhẹ nhàng thôi để cho toàn thể tất cả mọi người dùng tiền thật là ngon miệng hơn nữa. Và một ít phút nữa thì chú Cuội và chị Hằng sẽ quay trở lại sân khấu để mang tới cho toàn thể tất cả các bạn nhỏ những điều lý thú để các bạn nhỏ có thể dễ dàng nhận được quà cho buổi tối ngày hôm nay nhé. Cảm ơn rất là nhiều và chúc tất cả mọi người có một bữa tiệc thật là ngon miệng trong đêm hội trăng rằm của chú họ Vũ ngày hôm nay ạ. Đầu tiên này
Các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ ơi, chị Hằng lại quay trở lại với các bạn nhỏ rồi đây. Chắc hẳn là các bạn của chúng ta đã dùng việc xong rồi phải không nhỉ? Bởi vì chị Hằng thấy là các bạn đang chơi bóng ở trên đây rồi. Chị Hằng nhớ các bạn là chúng ta hãy về vị trí của mình này, ổn định chỗ ngồi để tham gia những trò chơi mà chị Hằng đưa ra và nhận quà nhá. Ấy, vậy có đông không nhỉ? Ok, mời em bé về chỗ ngồi của mình nhá. Ngày hôm nay ở Hạng Phàm thì chị Hằng cũng chuẩn bị rất nhiều câu đố. Và bên cạnh những câu đố, khi mà các bạn trả lời chính xác thì chị Hằng sẽ gửi tặng các bạn một phần quà rất là dễ thương mà ban tổ chức chương trình đã chuẩn bị ở đây. Vậy thì các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chơi game chưa nhở? À, chị Hằng nghe tiếng trả lời của các bạn còn hơi nhỏ. Các bạn đã sẵn sàng chơi game chưa nhở? Ok, vậy thì các bạn hãy cùng lắng nghe thật kỹ câu hỏi đầu tiên. Và một câu hỏi về một con vật mà cũng gắn liền với Trung Thu của chúng ta. Con gì đuôi ngắn, tai dài, mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh? Xin mời em bé ở ngay đây. Xin mời em bé trên sân khấu nào. Sư tử có phải là câu trả lời chính xác không các bạn nhỏ? Câu trả lời này sai mất rồi, chị Hằng sẽ đọc lại câu hỏi nhá. Và trước khi mà chị Hằng đọc câu hỏi thì chị Hằng rất muốn là các bạn nhỏ của chúng ta có thể ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình để có thể tiếp tục những câu hỏi tiếp theo nhá. Chị Hằng sẽ đọc câu hỏi này. Con gì đuôi ngắn tai dài, mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh? Xin mời bạn nhỏ áo xám nhỏ lên sân khấu. Em bé có thể giới thiệu về mình được không nhỉ? Đáp án là con thỏ đúng không ạ? Một đáp án chính xác. Và xin mời một phần quà từ ban tổ chức dành tặng cho bạn nhỏ của chúng ta. Các bạn nhỏ ơi, chị Hằng đã chuẩn bị rất nhiều quà cho các bạn nhỏ đấy. Nào là ô tô này, cúp tê này, người nhện này. Rất nhiều những phần quà vô cùng là màu sắc và đáng yêu để dành tặng cho các bạn quà nhá. Và các bạn thân mến, tiếp theo thì chị Hằng sẽ đưa ra một câu hỏi nữa để cho các bạn trả lời và nhận quà nhé. Các bạn hãy lắng nghe thật kỹ câu hỏi trước nhé. Còn rất nhiều câu hỏi và phần quà đã dành tặng cho các bạn nhỏ của chúng ta. Thế nên các bạn hãy chờ đợi chị Hằng một chút nhé. Xin mời bạn trả lời nào. Con gì nhỉ? Con lươn á? Con lươn đang ngửa với nước than à hả các bạn? Đúng rồi, không phải nhỉ? Đây con gì ăn lửa với nước than nhỉ? Cái lò. Cái lò á? Cái lò cũng là một câu trả lời chưa chính xác. Con gì ăn lửa với nước than hả các bạn? Đúng rồi, chính xác. Con tàu ăn lửa với nước than. Xin mời một phần quà từ ban tổ chức. Em này có thể về phía tay trái của chị Hằng để nhận những món quà thật là đáng yêu nhé. Các bạn ơi, vẫn còn câu hỏi này. Bạn nào chưa nhận được quà nhỉ? Bạn nào chưa nhận được quà giơ tay nhỉ? Vậy thì các bạn chưa nhận được quà, hãy cùng lắng nghe thật kỹ câu hỏi của chị Hằng nhé. Cái gì trong trắng, ngoài xanh, trồng đậu, trồng hành, rồi bỏ thì theo ngô? Đó là cái gì các bạn nhỉ? Suy nghĩ một chút nào, đó là cái gì? Cái gì bên trong màu trắng, bên ngoài lại màu xanh, bỏ đậu này, bỏ hành này, rồi lại bỏ thịt heo vào nữa? Đó là một loại bánh truyền thống của người Việt đấy các bạn ạ. Xin mời bạn nhỏ trả lời nào. Bánh Trung Thu à? Cũng là một loại bánh của Việt Nam nhưng mà lại chưa phải là một câu trả lời chính xác. Chính xác rồi, đó chính là bánh chưng. Bên trong màu trắng, bên ngoài màu xanh. Xin mời một phần quà dành cho bạn nhỏ của chúng ta nhé. Và các bạn ơi, các bạn chưa nhận được quà, hãy cùng lắng nghe tiếp câu hỏi của chị Hằng nào. Con gì chở được một miếng gỗ thật lớn Nhưng lại không chở được một con sỏi? Đó là con gì các bạn mà lạ lùng thế nhở? Con gì nhở? Bạn nhỏ đã nhận được quà chưa? Chưa nhận được quà, vậy thì trả lời câu hỏi của chị Hằng nhé. Con sông. Chính xác, các bạn nhỏ của chúng ta vô cùng
quà dành cho bạn nhỏ áo xanh dương đây ạ. Các bạn ơi, chị Hằng sẽ lại đưa ra thêm một câu hỏi nữa nhé. Cái gì nhỉ? Cái gì vừa bằng cái vung này, vung xuống ao, đào chẳng thấy mà lấy lại chẳng được. Đó là cái gì các bạn nhỉ? Cao su là một câu trả lời chưa chính xác. Chị Hằng đọc lại câu hỏi nhé. Cái gì vừa bằng cái vung này, vung xuống ao, đào chẳng thấy mà lấy lại chẳng được. Chính xác rồi, đó chính là mặt trăng. Mặt trăng ở cao nhất trên trời. Xin mời bạn nhỏ một phần quà dành cho bạn. Mặt trăng ở cao tít ở trên trời, chúng ta có thể nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của mặt trăng nhưng mà lại không thể chạm vào được của thiên nhiên. Đúng rồi, chị Hằng ở đâu nhỉ? Mặt trăng. Chị Hằng ở đâu nhỉ? Mặt trăng. Đúng rồi, chị Hằng ở trên trong chuyến đi chơi của các bạn đấy. Và còn rất nhiều phần quà nữa nhé. Các bạn hãy cùng lắng nghe một câu hỏi nữa mà chị Hằng dành tặng cho các bạn này. Sau đây thì chị Hằng sẽ gửi tặng các bạn một câu hỏi về một loại quả nhé. Ruột trống vùng đen, ăn vào mà xem, vừa bổ vừa mát, đó là quả gì? Xin mời một bạn nữ đi nhỉ. Dưa hấu. Dưa hấu. Chính xác chưa các bạn nhỉ? Ruột chấm gừng đen. Ruột chấm gừng đen. Quả gì mà bên trong lại ruột chấm gừng đen nhỉ? Xin mời bạn nhỏ của chúng ta. Thanh long. Chính xác rồi, đó chính là quả thanh long. Xin mời một phần quà dành cho bạn nhỏ của chúng ta. Các bạn nhỏ ơi, các bạn có muốn nhận được thêm nhiều phần quà nữa không nhỉ? Các bạn nhỏ của chúng ta đang tập trung ở bên phía bên tay trái của chị Hằng đang chuẩn bị rất nhiều quà đây. Thì chắc hẳn là tất cả những phần quà đầy màu sắc này thu hút các bạn rất nhiều. Các bạn ơi, còn ai muốn nhận được quà nữa nào? Ai muốn nhận được quà thì vỗ tay thật to nào. Chị Hằng thấy là những tiếng vỗ tay vẫn còn hơi nhỏ một chút. Chị Hằng có thể hô lại nhé. Bạn nào muốn nhận được quà thì vỗ tay thật to nào. Cảm ơn các bạn. Một câu hỏi tiếp theo dành tặng cho các bạn này. Đây sẽ là một loại vật dụng mà chúng ta rất thường sử dụng nhé. Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, cũng phải đánh cả em nhỉ? Xin mời bạn. Đồ trang điểm ạ. Đồ trang điểm có đánh cha không? Tất nhiên là không rồi. Bố của chúng ta không dùng đồ trang điểm đúng không nhỉ? Cái gì đánh cha này, đánh má, đánh anh, rồi lại đánh em nhỉ? Đánh trống ạ. Đánh trống cũng chưa phải là một câu hỏi trả lời chính xác. Roi. Cái roi đánh cả cha cả má. Ai lại lấy roi đánh cả cha cả má? Ai lấy roi để đánh cả cha cả má? Ông bà. Ôi trời chết, sao ông bà lại lấy cả roi để đánh cha đánh má? Câu trả lời vô cùng đáng yêu nhưng mà chưa chính xác đâu các bạn ạ. Cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Một vật dụng mà chúng ta thường sử dụng hàng ngày, sử dụng vào buổi sáng, vào buổi tối. Các bạn ơi, cái vật dụng này nó ở trong nhà của nhà mình á. Chính xác, đó chính là cái bàn chải đánh răng. Đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em và đánh cả ông bà đúng không ạ? Và các bạn nhỏ ơi, chị Hằng sẽ đưa ra một câu hỏi về một con vật nữa. Một câu hỏi rất dễ thôi để các bạn có thể nhận được phần quà của chương trình nhé. Và các bạn ơi, hãy sẵn sàng này, lắng nghe thật kỹ câu hỏi mà chị Hằng đưa ra để có thể giơ tay thật nhanh và có cơ hội trả lời nhận được phần quà của chúng ta nhé. Con gì này, con gì mà lại chỉ ăn cỏ non, uống nguồn nước sạch mà tôi tặng bạn rất nhiều sữa tươi. Con cá mà lại uống sữa ăn mà lại tăng sữa. Con bò. Đúng rồi, đúng chính xác, đó là con bò sữa. Có
Con bò sữa chị ăn cỏ non này uống nguồn nước sạch và cung cấp cho các bạn nhỏ của cha ông của chúng ta rất nhiều những sữa tươi tuyệt vời đúng không ạ? Sữa sữa ơi là sữa ở một nơi đồng quê bắc nam, nhà kia có hai chị em tên cùng cha đơn là Đông Tam, từ thua áo thơ cầm nang đưa về hơi ấm tay mẹ, sức có ngày đồng thân này tìm dưới quan hệ hơi ấm mềm xia. Lớn tâm lên được cả tôm, một mình cao mất ôm chiếc tôm về nhà. Lòng mưa chớ nào, hạnh phúc sẽ đến với người thật thà. Các bạn ơi, hát to được không nào? Một lần nữa nào. Bông 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 lê lăng bông 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 nhà ta. Bông 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 chơi ăn cơm bọc cháu ăn nhà đường. Bông 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 lê lăng bông 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 nhà ta. Bông 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 bông. Một lần nữa lên lớn đi ạ. Hey, hey. Lệ sư sư tôi là sư ở một nơi đầu tươi mắt ngắn. Nhập kết có hai chị em đẹp được cha đặt là công cám. Từ thua cố thơ tấm nam mơ về hơi ấm tay mẹ. Sức câu này, tâm thân này, tìm giữa khóc về đôi ấm mềm. Lớn tâm lên hết cả tôi, một mình cao mất một chiều tâm về nhà. Đông về trở lò, hạnh phúc sẽ đem với người thật mà. Ôi ya, 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 ya. Ya, cảm ơn Quyên rất là nhiều đã giao lưu với phần của bộ ba này. Chúc cho Quyên nhá sẽ luôn luôn là xinh gái hơn nhá, học tập là thật là tốt nhá, và luôn luôn chăm ngoan, ở nhà thì luôn luôn lắng nghe lời của ông bà cha mẹ nhá. À, tớ là lớp trưởng này, một bạn siêu thế, thế là bạn rất là tuyệt vời đấy. Thế bạn phải cố gắng học giỏi và nhớ là nhớ năm điều bác Hồ dạy nhá. Rồi chúng mình thêm một cái. Chúng mình dê một cái nhá. Quyên, chúng mình dê một cái. Ok, yeah, hay quá. Rồi, về ăn tiếp sau rồi tí lại lên hát cho Quyên nhá. Ok. Giơ tay nào. À, vậy thì chị Hằng lại xin mời tất cả các bạn muốn tham gia trò chơi lên sân khấu cùng với chị Hằng nào. Tham gia trò chơi thân mến. Các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ ơi. À, khi mà chị Hằng hô các bạn nhỏ ơi thì các bạn hô ra thật là to nhá. Hai ba, các bạn nhỏ ơi các bạn nhỏ ơi các bạn có muốn chơi trò chơi không nào? Ok, trò chơi ngày hôm nay của chúng ta có tên là vũ điệu hóa đá. Các bạn đã từng chơi trò chơi này chưa nhỉ? Vậy thì để chị Hằng phổ biến luật chơi cho các bạn nhé. Trò chơi hóa đá, vũ điệu hóa đá như sau. Ban tổ chức sẽ chuẩn bị một đoạn nhạc thật là sôi động dành tặng cho các bạn. Và các bạn hãy thể hiện những điệu nhảy này, điệu múa này, lắc lư theo điệu nhạc mà ban tổ chức đã đưa ra. Khi nào mà nhạc dừng là các bạn phải dừng theo nhạc nhá. Các bạn đã nhớ chưa nhỉ? Ok, khi nào mà các bạn hãy nhớ này, khi mà nhạc dừng thì các bạn dừng theo nhạc. Nếu mà ai không dừng lại theo nhạc thì người đó sẽ bị loại nhá. Là người cuối cùng còn lại trên sân khấu sẽ là người chiến thắng và nhận được một phần quà vô cùng là to trong ngày hôm nay đấy.
Trời ơi, Quyên đáng yêu quá, Quyên ơi. Mọi người cho tất cả các bạn nhỏ một tràng vào tay được không ạ? Tiếp tục xin mời âm nhạc ạ. Lần sau chị Hằng sẽ làm thật này, chị Hằng sẽ loại thật nha, các bạn phải nghe thật kỹ này, là mấy lần vừa rồi chỉ là mình làm nháp. Thôi, mình loại mất rồi. Nào, xin mời mình về chỗ giúp chị Hằng nào để chương trình được tiếp tục nha. Quyên ơi, Quyên đi đâu đấy? Quyên đi đâu đấy? Quyên đã bị loại đâu? Bạn nhỏ của chúng ta tên là gì nhỉ? Con nhỏ của chúng ta tên là gì nhỉ? Ra cho người chiến thắng trong trò chơi này đúng không ạ? Và xin quý vị nổ một tràng pháo tay thật lớn để dành tặng một phần quà tinh thần dành cho các bé ở đây. Và tiếp theo các bạn ơi, trò chơi này thực sự là chị Hằng rất khó để tìm ra được người chiến thắng. Bởi vì tất cả các bạn nhỏ của chị họ Vũ của chúng ta ở trên đây không chỉ đáng yêu này, dễ thương này, thông minh và còn vô cùng nhạy bén với âm nhạc, chứng tỏ các bạn cũng là những cậu bé vô cùng lanh lẹ đó. Mặc dù trò chơi này thì chúng ta chưa tìm ra được người chiến thắng, nhưng mà chị Hằng vẫn còn chuẩn bị rất nhiều những trò chơi khác nữa để dành tặng cho các bạn đấy. Các bạn ơi, các bạn có muốn chơi trò chơi thêm nữa không nhỉ? Vừa nãy thì chị Hằng cũng đã được trò chơi cũng chỉ là nhát thôi này. Và chị Hằng cũng thử giúp các bạn xem là các bạn có những tài năng nhảy múa không. Và rất tuyệt vời là các bạn của chúng ta đã nhảy rất là đẹp ở trên sân khấu này. Và tiếp theo chị Hằng sẽ mang tới cho các bạn một trò chơi nữa. Các bạn có biết trò chơi tiếp theo là gì không nhỉ? Các bạn có biết trò chơi tiếp theo là gì không? Vậy thì chị Hằng sẽ lại đưa đến một trò chơi mà tất cả các bạn có thể chơi nhá. Đây là các bạn hãy xếp thành hàng cho chị Hằng nào. Các bạn hãy xếp thành hàng nào, xếp rồi. Các bạn trên 6 tuổi sẽ xếp vào một hàng cho chị nào. Còn bạn nhỏ nào dưới 6 tuổi xếp lên hàng bên trên cho chị Hằng nhá. Rồi, vậy là chúng ta đang có hai hàng ở đây này. Nào, chúng ta hãy xếp hàng thật là ngay ngắn. Bên này vẫn còn rất là nhiều chỗ. Các bạn nhỏ ơi, bây giờ chị Hằng sẽ phổ biến luật chơi của trò chơi thứ hai này nhá. Các bạn đã sẵn sàng chưa nhỏ ạ? Ok, trò chơi thứ hai của chúng ta mang tên Hoa nở, hoa tàn, hoa rung rinh trước gió. Luật chơi như sau. Đầu tiên, hoa tàn, hoa rung rinh trước gió. Chị Hằng sẽ đứng ở phía dưới này, các bạn dễ dàng quan sát hơn nhá. Trời ơi, cái mông xinh quá. Các bạn ơi, các bạn hãy nhìn chị Hằng nào. Hoa nở, hoa tàn, hoa rung rinh trước gió. Đó chính là ba hiệu lệnh mà chúng ta sẽ phải làm theo, chứ không làm theo cử chỉ hành động của chị nhá. Bây giờ chúng ta sẽ có một vài lượt chơi nhát đầu tiên để cho các bạn có thể quen với trò chơi này nhá. Các bạn đã sẵn sàng vào trò chơi chính thức chưa nhỉ? Ok. Hoa tàn, hoa rung rinh trước gió. Hoa nở. À, sai rồi. Đây nhá, chị Hằng bảo hoa nở. Hoa nở là gì nhỉ? Hoa nở là như thế này nhá. Đây là hoa rung rinh trước gió. Đúng không nào? Khi mà các bạn làm theo hành động của chị mà trái với hiệu
chúng ta hãy cùng bắt đầu chính thức trò chơi ngày hôm nay. Và nếu các bạn nào làm sai luật lệ của chị Hằng thì sẽ bị loại. Và chị Hằng rất mong một trong số như các bạn nhỏ, ở đây có thể giành chiến thắng trò chơi này và cùng nhận được những phần quà của chúng ta ở đây. Các bạn ơi, chúng ta cùng bắt đầu chính thức bước vào trò chơi nhá. Chúng ta hãy đã sẵn sàng chưa nào? Ok, lần này là loại thật nha, Các bạn hãy lắng nghe thật kỹ này. Hoa nở. À, bốn bạn hàng đầu tiên sai mất rồi. Hoa nở là như thế này cơ mà. Xin mời các bạn tạm thời về chỗ ngồi của mình nhá. Chị Hằng sẽ mời các bạn vào những trò chơi sau. Xin mời em về lại chỗ ngồi của mình. Tôi chưa cầm một cái tay nữa đâu rồi. Nào, xin mời hai bạn nhỏ này của chúng ta về chỗ ngồi nhá. Cảm ơn các bạn. Chị Hằng sẽ mời các bạn trong những trò chơi sau. Tiếp tục nào. Hoa nở. Hoa tàn. À, lại có một bạn nhỏ sai mất tiêu rồi. Cảm ơn nha. Các bạn ơi, hãy lắng nghe thật kỹ này. Lắng nghe, làm theo điều lệ của chị Hằng nhé. Hoa nở. Hoa tàn. Hoa nở. Hoa tàn. Hoa nở. Hoa tung tích chưa có. Hoa nở. À, một bạn nhỏ áo cam đã sai mất tiêu rồi. Xin mời bạn nhỏ của chúng ta về lại vị trí của mình và chờ đón những trò chơi sau nhá. À, vậy là bây giờ ở trên sân khấu chỉ còn 7 bạn nhỏ tham gia trò chơi này và 2 diễn viên phụ nữa rồi quý vị. À, các bạn ơi, hãy lắng nghe thật kỹ hiệu lệnh của chị Hằng nhá. Hoa nở. Hoa tàn. Hoa nở. Hoa tàn. Hoa nở. Hoa tàn. Hoa nở. Hoa ơi, xin mời gặp về chỗ nha. Nào các bạn ơi, bây giờ chỉ còn 7 bạn nhỏ trên sân khấu thôi. Ai sẽ là người nhận được phần quà ngày hôm nay thưa quý vị? Tiếp theo nhé, chúng ta sẽ bắt đầu tiếp chương trình và trò chơi này nhé. Hoa gì nhỉ? Hoa gì bây giờ? Hoa tung tích trước gió. Hoa tàn. Hoa nở. Không được nhắm mắt nhé, nhắm mắt là chưa ăn ra rồi. Hoa tàn. Hoa nở. Ơ, sao lại có hai cả xin mật vật về chỗ. Nào, còn 6 bạn nhỏ thôi, 6 bạn nhỏ cố lên, ai sẽ là dạng người giành được phần quà ngày hôm nay đây? Hoa nở. Hoa tàn. Hoa nở. Xin mời bạn về chỗ, vì đã sai mất tôi. Nào, các bạn ơi, lắng nghe kỹ này. Hoa tàn. À, hai bạn nhỏ của chúng ta đã sai mất rồi. Ba bạn nhỏ của chúng ta về chỗ và chờ đón những trò chơi sau nhé. Ba bạn nhỏ thôi, ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Trước khi mà chúng ta có thể phân định được thắng thua thì chị Hằng có thể các bạn có thể giới thiệu về bản thân mình qua cho chị Hằng biết được mình là ai này. À, Nguyễn Anh năm nay lên lớp 3 này. Và còn bạn nhỏ của chúng ta thì sao nhỉ? Còn bạn nhỏ, bạn nam duy nhất trên sân khấu thì sao nhỉ? Trước khi mà ba bạn nhỏ của chúng ta phân định được ai sẽ là người thắng, ai sẽ là người thua, thì xin mời các bạn nhỏ có thể đứng lên phía trên sân khấu để
trên sân khấu này để mọi người có thể quan sát kỹ hơn nhé. Nào, chúng ta tiếp tục chương trình, tiếp tục trò chơi nào. Các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? Ok. Hoa nở. Hoa tàn. Rất cứng rắn và quyết liệt. Hoa nở. Hoa tàn. Hoa rung rinh trước gió. Hoa nở. Hoa tàn. Hoa nở. Hoa tàn. Hoa nở. Sao mất tiêu rồi? Và chỉ còn hai bạn nữa trên sân khấu nữa rồi. Ai đây? Ai sẽ là người chiến thắng đây? Cố lên nhá, cố lên Việt Anh và Gia Long nhá. Nào. Hoa nở. Hoa tàn. Hoa nở. À, các bạn hãy quan sát chị Hằng nhá. Hãy nhìn chị nhá. Đừng nhìn xuống đất nhá. Nào. Vân Anh nào và Gia Văn này, hãy nhìn chị này, nhìn chăm chú vào chị này. Hoa nở. Có một chút dao động mọi người ạ. Hoa nở. Xíp thì dài. Hoa tàn. Hoa nở. Hoa rung rinh trước gió. Hoa nở. Hoa tàn. Hoa nở. Hoa tàn. Hoa nở. Hoa rung rinh trước gió. Thật là khó để tìm ra ai là người thắng cuộc. Bởi vì hai cô gái của chúng ta đang ngang tài ngang sức. Hoa nở. Hoa rung rinh trước gió. Hát cùng nhá. Yên là ơi sao nó vậy? Vẫn đôi rừng tây vẫn sáng ngời. Mùa xuân đến là hoa hè tươi. Yên là ơi. Các bạn ơi, vỗ tay thật lớn được không các bạn ơi? Các bạn hãy cùng lên sân khấu và cùng quẩy sức khỏe của chúng ta nhé. Anh ơi, tình là ơi, sao có đời cấm đôi rừng tươi bắn sang người. Mùa xuân đến là hoa hè tươi. Tình là ơi. Tình là ơi sao nó mời nắm đôi rừng tây vẫn xa người. Mùa xuân đến là hoa hè tươi. Tình là ơi. Thank you.